chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Mình là Trọng Quốc Tuấn này. Trong video này mình sẽ chia sẻ nè cách để chúng ta có thể cài cái mặt ROM để bắn Wi-Fi nó được hết sót ha. Đó, tỷ lệ hết sót cũng tầm ở 70-80% và nó sẽ không ảnh hưởng tới cái app của anh em đâu. Này nó rất là an toàn anh em. Cái này nó sẽ tăng cái độ nhạy trên điện thoại của anh em á. Đó, giúp cho anh em chơi những cái tựa game bắn súng thì nó mượt mà hơn rất là nhiều. Đó. Rồi ok, để chúng ta cài mặt ROM thì anh em sẽ vào cửa hàng Google Play đó. Thì cái này nó trên Google Play nè. Rồi anh em tìm với từ khóa là Macro ha. Đây, Macro Pro nè. Đó, Macro Pro, anh em nào cài rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cập nhật lên phiên bản mới nhất nha. Để chúng ta sẽ sử dụng nó tối ưu hơn. Ở đây ứng dụng này khoảng 29MB. Chúng ta sẽ tiến hành cài cái Macro Pro này vào. Đây là một cái Macro mình thấy sử dụng khá là tốt. Và mình sẽ chia sẻ cách để chúng ta dùng cái ứng dụng này để tăng tỷ lệ mượt hết sót trên những trò chơi như PUBG hoặc là Wi-Fi á nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đợi cho nó tải về, mình chia sẻ anh em cách để chúng ta cài đặt và thiết lập nó nha. Rồi ok, Macro Roi này nó đang chạy lên nè, chúng ta sẽ tiến hành mở nè. Đó, anh em tải về thì mở đi, anh rồi anh em bấm cho phép giúp mình, cho phép. Rồi anh em sẽ bấm vào cái thằng mũi tên chỗ này nè. Đó, rồi mũi tên nét qua hết. Ở đây thì nhiều ba cái giao diện chính của Macro Roi á, thì anh em sẽ thấy là cái nút gạt ở trên đây nè, thì anh em nào mà chưa bật thì chúng ta bật lên nha. Đó, gạt lên. Còn đây là cái ứng dụng quản lý pin thôi chứ không có gì nha. Sau khi gạt lên thì nó sẽ có một cái thanh thông báo là Macro chạy chế độ tiêu chuẩn. Rồi ok, chúng ta sẽ bấm vào cái phần là thêm Macro ở đây. Đó, anh em thấy là chữ Macro, ta bấm vào thêm Macro nè. Rồi cái phần màu đỏ thì mình sẽ thiết lập như sau. Anh em sẽ bấm vào cái phần là dấu cộng. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn đến cái phần là Macro cụ thể nha anh em, Macro cụ thể nè. Rồi anh em sẽ chọn vào cái phần là Macro được khởi tạo nha, Macro được khởi tạo nè anh em thấy không? Cái chỗ mà Macro được khởi tạo nè, chúng ta bấm vào đây. Rồi, ok, cái hành động chúng ta qua cái phần màu xanh dương, chúng ta bấm vào dấu cộng. Anh em sẽ bấm vào phần là Macro cụ thể. Rồi, anh em sẽ bấm vào phần là bật tắt Macro nha. Đó, bật tắt Macro nè. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái tên Macro thì chúng ta bấm vào đây. Rồi chúng ta sẽ đặt tên Macro là Free Fire. Anh em muốn đặt tên gì cũng được. Đó. Ở đây thì mình đặt chơi Free Fire thì mình đặt tên là Free Fire. Rồi bấm ok. Rồi anh em sẽ chọn là bật Macro nha anh em. Bật Macro nha. Rồi, đó đã bật Macro. Thì chúng ta sẽ chọn qua cái phần này màu xanh lá nè. Anh em bấm vào đây, bấm vào dấu cộng nè. Rồi anh em sẽ bấm một phần là Macro cụ thể một lần nữa. Rồi anh em sẽ chọn cho mình cái phần là đã cái hình là trình kích hoạt đã kích hoạt nha anh em. Đây cái hình này nè, trình kích hoạt đã kích hoạt, ta bấm vào đây. Rồi anh em sẽ chọn cho mình là trình kích hoạt đã kích hoạt, ta bấm ok một lần nữa. Ok, được khởi tạo, ta bấm ok. Rồi như vậy là chúng ta đã kích hoạt một cái Macro thành công. Sau đó nếu mà anh em chọn sai, ví dụ như anh em chọn không đúng cái phần Macro được khởi tạo thì chúng ta nhấn giữ. Rồi anh em sẽ bấm vào cái phần là nhấn giữ chỗ này nè. Đó, nhấn vào chỗ này nè. Rồi chúng ta sẽ chọn xóa. Rồi anh em sẽ chọn lại nếu mà anh em chọn sai. Rồi ok, mình chờ mình sẽ chọn lại. Đó, ví dụ vậy nha. Rồi trình kích hoạt nó kích hoạt đó nè, Macro được khởi tạo rồi nè. Đó, nó lên như thế này là Macro anh em đó hoạt động. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ bấm vào phần là ba gạch ở phía trên đây nha, ba gạch nè. Anh em sẽ chọn cho mình là trò chơi. Đây, nó có để chữ trò chơi nè. Rồi, mình để xa xa cho anh em, giờ mình sẽ chọn danh mục là trò chơi nha. Chúng ta bấm ok. Rồi, anh em sẽ đặt tên Macro ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên là Free Fire. Đó, mình đặt là Free 22 đi. Rồi. Rồi mình quay ra, anh em sẽ bấm vào lưu giúp mình nha. Lưu. Rồi. Lưu xong thì ở phía tab Macro ở dưới này nè, nó sẽ có cái chữ Macro phải không? Ta bấm vào đây. Thì anh em sẽ thấy là Free Fire 2 Macro đang chạy nè anh em thấy không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt nó lên, còn chưa kích hoạt thì chúng ta tích mấy cái này lên để nó kích hoạt. Rồi. Đó, như vậy là xong. Vậy là chúng ta đã cài được cái Macro thành công và chúng ta sẽ vào game chúng ta xem thử là chúng ta sẽ chơi được tỷ lệ mượt mà độ nhạy nó được tăng lên chưa. Đó, ngon chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành cài theo mình nha. Rồi. Anh em thấy Macro này ngon thì comment cho mình biết, like nhớ chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Và thêm cái nữa thì đón chờ những cái Macro mới, rồi ha, mình sẽ làm cho anh em. Rồi anh em thấy Macro này nó như thế nào thì cho mình biết luôn nha. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh nha.